Anh đi đâu? Anh mà làm mày anh thiến con mẹ nó luôn đi ấy. Ờ để làm gì? Xin chào tất cả các bạn nha. Đức Toại mới mở một cái shop bán ạp Liên Quân là shop ductoivlog.com. Shop đấy có bán ạp PUBG, ạp Revive và ạp Liên Quân. Các bạn nhớ vào shop ductoivlog.com ủng hộ Toại nhé. Khách uống gì vậy? Xin chào các bạn, lại là Sơn đây. View đẹp không? Đấy, view đẹp thì mình phải có cái bản chuột đẹp đấy dành cho thí thằng Công Tuyền nhá. Đấy thì hôm qua là mình có mới về Hải Dương mình đón Công Tuyền lên đây. Đấy thì hôm nay là lâu lắm lâu ngày không chôn nước ngày đúng không? Đúng rồi, ngứa ngáy chân tay bực mình khó chịu, bức xúc rồi. Xúc cũng mày bức xúc nó thì rất tồn giận nó chứ gì rồi. Anh cũng đang từ từ mà anh có đang làm gì đâu. Đấy, ok thì hôm nay là hai anh mình có nghĩ rằng cái bàn chôn là xong sẽ có nghĩa là mình sẽ lừa được Tuyền ra gái ra ra ngoài đường kia để đón một đứa gái quán chủ nhắc cái là Tuyền nó sáng mắt lắm thì chắc chắn là nhờ Tuyền ra đón gái thì chắc chắn là nó đón rồi, còn đón trai chắc chắn không đón thì nhưng mà đấy chỉ là lừa nhá, lừa ra đứng đấy xong bắt đầu sẽ gọi em Diễm Xu ra đấy, gọi là ra là mình bảo là Tuyền nó đang đón gái ở kia để xem Diễm sự Tuyền ở ngoài kia xem như nào nhé. Tuyền nói chung là nhìn như thế là biết là khốn lắm rồi. Chứ sao nữa? Chứ sao thốn thật tuyệt. Con Diễm mà bắt được thì mẹ nó là mút cho không bạch mắt nào ngoài ngã tư là cả hàng nghìn con mắt nhìn vào đôi dưới mấy đục biết phải đi chảy mẹ. Tôi nói nhiều gì đi ạ? Chỉ là gì biết được trên trộm RIP. Đây, 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 đi đi, đi đi đón con thằng này luôn gái nào. Đón như này một chơi cái gì? Đón gái, gái gái, đón gái. Diệt virus cho chú xem nha, lốc xe curry ngăn chặn diệt virus nhá. Đấy, trên cửa hàng Google Play nhá. Đấy, cài đặt, tải nó về, tải cái phần mềm này về đấy, hiểu không? Lốc xe curry ngăn chặn diệt virus miễn phí. Đấy, tải nhanh không? Phát một xong luôn. Đấy, đi rồi, giờ anh ấn mở lên này. Vào này. Giờ anh sẽ đi giật virus nó chưa được quét này, dọn dẹp chưa được quét này nữa. Báo hiệu luôn, có mối nguy hiểm luôn. Đấy, đang quét virus này. Chờ tí. Diệt virus xong phát là an toàn ngay, lên chữ an toàn chưa? Đấy, giờ nó thoát ra này. Nhưng còn chưa chơi game mượt không anh? Ui giời, mượt chưa? Này, nhìn anh lướt vậy thôi, anh biết mượt rồi gì? Ui, mẹ mượt chưa? Đấy ok anh em ơi, đấy thì thằng Tuyền nó đã bị lừa, nó vẫn đang đứng ở đây. Bây giờ mình sẽ gọi Diễm ra để cho Diễm xử nó nha. Thế vẫn đứng à? Alo, Diễm à? Mày đang đâu ấy? Ui giời, tầm này trên nhà cái gì mày xuống nhanh, Tuyền đi đón gái còn đón con nào này. Xuống xử luôn đi, nhanh đi. Chạy nhanh, ừ một mảnh ừ. Đấy. Mẹ em con này kinh dở, máu ghét. Chưa gì đâu, đâu. Mẹ em sợ mặt đi. Đâu, ơi. Nhanh đi, nhanh. Cái gì vậy? Nhanh đi, mẹ em được xử ngay cho nó ngóng à. Mày ra làm gì?
từ từ sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Mày gọi thử xem đến đâu rồi. Gọi thử ai đến rồi? Xem con đấy đây. Con đấy. Nhanh lên, kẹt lóng ruột thế chứ. Ôi, tao đã đặt phòng nhà nghỉ sẵn rồi đấy. Ui, con nào em ơi? Con nào? Cầm thấy bảo ngon anh ạ. Ngon. Ngon. Tuyền, đâu thế tên người đến chưa? Thì mày bảo ra đó luôn. Ừ. Thì chặt đang đứng đây đợi gì đó mày. Ừ. Nhanh lên, tao đặt phòng nhà nghỉ nhanh không mẹ mày 1:50 ấy. 1:50 à? Ừ, sau giờ tiếp vào. Tuyền, tuyền. Tao nghĩ đằng sau có gọi là có nhà nghỉ to lắm, mày quay thử lại nhìn xem. Yên, ở đây xung quanh tao đã biết ở đây làm gì có nhà nghỉ nào. Có, đằng sau có nhà nghỉ to lắm, mày quay thử xem nào. Anh Dương. Em ơi. Điều trị hai cái thằng hai cái em chân dài nhá. Ừ, ừ. Cái nhà nghỉ đấy đấy. Ừ, ừ. Cả hai thằng đầu gấu đấy nhá. Ừ, ừ. Để xử thôi mà. Có cái thằng nào mà đấy hôm qua hôm kia đấy. Ừ, ừ. Đấy, đi gái đấy. Ừ. Giết nó luôn nhá. Ồ, từ từ đây bên này bên. Tân đây, giết đây. Nó hỏi nó đón ai sinh ông xem như nào hỏi. Ai nào đặt phòng rồi? Không ý là không biết được thì về đấy. Không em. Thực ra là anh đang đi ship cắm chim ông ấy chết. Anh ôi chết. Ai em ơi. Mày đi con nào? Không, em, con nào mày đứng đây làm gì? Đứng đây làm gì? Em hãy cho anh đứng đây làm gì? Hãy cho anh cơ hội sửa sai. À quên làm hệ. Em cơ hội sửa sai. Em ơi, em cứ bình tĩnh nghe giải thích ngay giải thích. Đặt phòng à? Không đây, được rồi. Rồi. Em cứ bình tĩnh nghe anh phân tích. Cứ nghe anh từ từ. Thôi em ạ, cứ cho nói thử cho. Phải cho nhau cơ hội sửa sai đúng không? Đấy thì phải em phải bình tĩnh để anh giải thích. Đây. Thôi bây giờ mày nhá, mày sang đây anh em tất cả nói chuyện rồi. Bây giờ mày dám đi đón con làm mày. Sang đây. Đấy em ơi, bây giờ hai người đóng về có cần về nhà đóng cửa vào trong hay xử luôn đây. Xử luôn cho nóng đây. Đấy, em ạ. Được, bắt nó lôi ra cái con nào chuẩn bị đón ra đây. Đấy, đúng. Thực ra nhá, anh thôi đi. Anh chơi bài ngửa với em luôn này. Ừ. Đấy, thực ra là anh đang gọi là anh muốn làm thêm một công việc gọi là ship cám chim đấy. Em không hiểu, em hiểu xích cắm chim gì không? Mình có nghĩa là phép lên đi. Có nghĩa là mình trai chở gái dịch vụ đấy. Trai chở gái dịch vụ có nghĩa là nó đi. Có nghĩa là con kia là gái dịch vụ đúng không? Đây thì anh đang chờ. Xong rồi có một khách hàng đang ở trong phòng 52 nó chờ anh rồi. Đấy thì anh đang chờ cái này đến anh ship đến anh xong rồi anh nhận tiền gọi là tiền công cái thứ đấy. Tiền hoa hồng. Đấy ừ, tiền hoa hồng đấy. Chứ thực ra là anh gái cứu gì? Thời buổi này. Mày thích bị biện không? Mày thích bị biện không? Đặt phòng mà mày thừa tiền nha. Ông ý, ôi ý, không phải anh không phải đặt phòng mà anh đặt cho ông kia. Nhanh nhanh nghỉ lao, nhanh nghỉ lao. Nhanh nghỉ em. Nhanh nghỉ lao. Tùy anh. Nhanh nghỉ tùy anh ạ. Bây giờ nó ở phòng 502 luôn, em học gọi đấy gọi ra em ra kiểm tra xem có con nào 502 đấy. 502 gì? Bố mày quen hơi bị nhiều luôn. Chị Đại ơi, chị Đại quen. Chị Đại đấy, quen rộng ấy. Ơi. Nhanh nghỉ gì nhỉ? Nhanh nghỉ tùy em. Vừa vợ vào tùy anh không? Tùy anh, tùy anh. Mày cái nhà nghỉ tùy anh phòng 502 nhá. Kiểm tra chị xem trong đấy có con nào không. Ôi ôi ba con. Xời ba con gặp ủa thôi chết. Thế thế cái thằng mà nó định vào trong đấy là thằng nào? Công tuyển vời lắm à. Ừ chị cảm ơn nhá. Tao giữ cho chị ba con đấy lại. Tao nhớ tao đặt phòng tao có ghi tên đâu nhỉ? Rõ ràng tao ghi là câu tuyển MTP chứ. Em mày... ơi, hôm trước đi cùng em để chứng minh ở lại. Mày giỏi nha. Ôi dồi ôi. Em hỏi xem mày nó còn cầm chứng minh về không? Nó biết nè. Mày đi đâu? Anh mà là mày, anh khiến con mẹ nó luôn đi ấy. Ờ, để làm gì? Anh xin em. Anh cứu mày chán tâm thèm phỏ. Hôm qua anh cũng nói rồi, xây cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp đúng không? Mày cứ đi mồ. Em ơi, anh chưa muốn mất mồ côi em trai đâu em ơi. Anh cũng chưa muốn mồ côi anh trai. Đánh nó đánh nhẹ nhẹ thôi, đánh vào cái thằng cậu nhỏ đấy. Thì bây giờ đánh nó là cái gì đấy, thằng ấy có tội gì đâu. Tội là tội cái thằng cậu nhỏ nó đòi đi chơi chứ. Mày dám cái à. Em ơi, anh xin em. Ủa thế một mày về nhà đóng cửa vào nhau à? Mày không nghe câu là nghe có gì vợ chồng mình chừng chân đi nhau à quên được chết. Em mày xích chân nó vào, xích chân vào. Cái xích mình dành cho chó, mình dành cho người đâu mà mày xích tao. Ô thích ngồi thôi. Ngồi không? Thôi không sao, cả đời làm người một lần làm chó cũng chả sao. Cái xích cho mày. Mày ra đây. Ba con nhân viên ở trên đấy là làm nào? Xích này nói chung là cứ bình thường hiểu không? Với anh dăm ba cái xích này làm sao mà xích khỏi tao? Đưa tay đây. Mày có nhiều không? Dạy ngay, dạy tôi làm gì?
mấy con kia tí chết vào. Trời ơi, thằng gầy, thằng lớn, thằng bé nhưng mày nhớ mặt tao. Ôi em ơi, tối lại mất công em nấu cháo kiểu ăn nó mệt lắm, đút cháo mệt lắm, bây giờ đừng vả mồm nữa. Chiều mày nhiều mày quen đúng không? Chiều nhiều thì cho ăn phở tí sao mà. Em tao đưa tiền cho mày đi ăn phở. Cơm nhà nấu đầy nha, mày phải cho em. Em biết là ăn cơm nhiều cũng chán thì thỉnh thoảng phải cho anh phở. Em không có tiền cho tiền anh ăn phở thì anh tự có tiền anh đi ăn phở. Riêng, tôi cắn nó lại. Nói lại câu vừa nãy. Không, nói lại. Anh nói gì đâu? Đây. Nói lại. Nói lại. Nói lại. Đi vào tắm úp mặt rồi. Em xích nó ở đây rồi, sợ thì bây giờ em cứ vào tắm, em cứ để nó tự nhiên thôi em ạ. Kệ nó. Mày xích đây bố tao nước vào được. Ngồi yên. Thấy ngồi luôn. Tắm mặt xuống. Úp mặt kiểu gì? Tự nhiên nó đây. Úp mặt xong quẹ, úp sình ngon quá. Úi trời. Nhò nó. Không, anh không nhận. Bình tĩnh đi, em xử nó. Tao đéo hiểu mày lấy vợ hay lấy chó đẻ về thì ạ. Nó chưa đẻ dữ như chó đẻ. Đàn bà đéo đẻ dữ hơn chó đẻ. Anh nói em là ai? Đã đẻ đâu? Ủa thì em bảo đàn bà không đẻ mà dữ như chó đẻ. Các cụ đã có câu ấy. Lấy vợ phải dạy vợ từ thủ mới phơ mới về. Đây chưa lấy chuẩn bị thôi mà anh cho em lên đĩa thế này thì gì cái đấy bỏ qua đi anh. Mà tuệ con mày là con người mà nó xích mày như con chó thế. Khác là nó coi em mà con bé dê rồi. Khác thì mày là con súc vật. Mày nghe tao ấy. Ừ cái đấy anh em mình không có quan trọng nữa rồi. Quan trọng là cái con mà mày bảo tao đoán nó đầu rồi, mày xem nó đến chưa phát. Có nghĩa là vẫn đợi bên kia luôn. Chị đã mất công mua mâm phải đâm cho thử. Rồi để tao đi gọi Diễm. Để tao gọi Diễm. Hả? Thế gì? Thế gọi đâu? Không bình tĩnh. Thôi nói chung là tao cũng nói chung thế này tao đủ sợ lắm rồi. Nhưng mà mày đừng các anh đừng hại em nữa được không? Nói chung mày cứ ngồi đấy nhá. Nói chung cái tao bây giờ tao không dám tháo đâu. Vì cái Diễm nó là bà chùm bà đại rồi, bây giờ tao thả mày ra nó băm nó chết rồi. Anh em về cho ngồi đây về đi. Về đi. Câu nhá. Để anh đi đón gái nó cho anh đón đại đâu. Phải đợi phần đông mà bỏ tao trong nhà. Ôi khỉ.